Các bạn sẽ không thể ngờ được hôm nay chúng ta sẽ review cái gì đâu. Vô. Bam. Đây là cái ghế rất là xịn. Era EGC 2022 Lux Napa. Cái ghế này có 3 màu, thì nó có màu đen, màu white và màu navy. Màu đen là màu black đó các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng khui ra và cho các bạn coi cái ghế đáng lý ra nha. Nó phải là giá 12-13 triệu nhưng Era họ đang bán với giá chỉ 8 triệu thôi, nó sẽ như thế nào. Dành cho những bạn nào mà không quá rành về nội thất ở trên những cái con ghế VIP Pro cao cấp chẳng hạn như là Mercedes, BMW hay là Rolls Royce gì đó, thì giải thích trước chút xíu. Cái thuật ngữ Napa hoặc là da Napa nó có ý nghĩa như thế nào. Napa không hẳn là tên của một loại da mà nó như một cái giống như kiểu là phân cấp vậy, giống như kiểu người ta nói là một cái sản phẩm gì đó nó rất là Pro VIP á. Napa nó giống cái tính từ hơn. Thì Napa là tên của một loại da được tạo ra bởi một nghệ nhân người Đức vào năm 1985. Và Napa là một loại da mà người ta không có xử lý nhám hoặc là bóng, mà chỉ đơn giản là làm sạch bề mặt thôi. Napa thì thường sẽ xuất hiện ở trong các cái nội thất xe như là Mercedes hoặc là Rolls Royce như hồi nãy mình có nói. Tại vì người ta thường hay ứng dụng cái da Napa này vào trong một số những cái công nghệ kèm theo, chẳng hạn như là sưởi ấm nè, hoặc là chẳng hạn như là massage. Và nên nhớ nha, da Napa hiện tại vẫn là một loại da kỵ nước, cho nên là dành cho các bạn nam nào mà hay ngồi cởi trần rồi xong mới ngồi chơi game mà nó hơi bị đổ mồ hôi á, thì sẽ làm cho cái da này nó dễ bị bong tróc hơn, nó giống như là da PU. Thì đó chính là cái đặc tính của da Napa. Và thường là các cái sản phẩm ghế gaming mà sử dụng da Napa nha sẽ có mức giá rất cao, khoảng đâu đó trên 10 triệu đồng luôn. Nhưng mà Era họ làm ra một con ghế chỉ với cái mức giá 8 triệu thôi, thì liệu để coi là ngoài cái da ra thì cái ghế này nó còn có những cái công nghệ đó kèm theo hoặc là cái gì đó thú vị nữa. Rồi các bạn, thì để tiết kiệm chi phí ha, thành ra là cái phần viền của cái ghế này nè, đấy thì nó chỉ là vải giống như là vải nhung á, kiểu vải nhung vải nỉ thôi, chứ nó không phải là da hoàn toàn luôn cả cái phần viền này ha. Hoàn thiện thì đường may có hơi lem một chút nè, kèm thêm ở ngay dưới này mình cho các bạn coi. Đây sẽ là như thế này. Đấy. Thì nói chung là các cái đường may chỗ này nè, các bạn thấy vẫn còn chỉ thừa chỗ này. Thấy không? Đấy, thì thành ra là cái hoàn thiện thì nó cũng không có gọi là quá cao cấp. Ok, cái này là cái gối đệm lưng ha các bạn ha. Thì nó là y chang như cái mẫu ghế Era Fest EGC 230. Thì phải mình không nhớ chúng xác cái mã, các bạn đang thấy cái hình rồi đó. Thì nó sẽ giống cái mã kia. Cái gối này là y chang, một của cái đó ha. Nó cũng bình thường. Mình xài cái gối này cũng lâu rồi đó. Ở bên trong nó là một cái lớp foam. Đây, bên trong nè. Bên trong nó là một cái foam nè. Đấy, cao su non ha. Nè, nó vẫn còn rít rít cái tay luôn. Nó là cao su non đấy. Và cao su non nguyên chất. Thì các bạn thấy không? Đấy, nó rất là mềm nha. Cái gối này ngồi ok. Trong quá trình lắp thì các bạn sẽ thấy nè, các phần sắt và kim loại nó bị móp méo khá là nhiều ha. Tức là cái độ hoàn thiện của cái khuôn đúc này nó không có được quá cao. Và chưa kể nè, sơn ngay mấy cái chỗ này nè. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó bị thừa khá là nhiều ha. Thì và thêm cả nữa, cái phần ốc này nó bắt vào cũng hơi khó. Tức là cái con ốc nó hơi bị lệch á, nó không có được hoàn thiện cái phần răng cưa bóc vào nó quá tốt. Cho nên là trong quá trình lắp nó sẽ hơi khó khăn. Và các bạn sẽ thấy được dễ dàng cái sự không có quá là cao cấp của cái sản phẩm ghế này. Cái phần da liền nỉ ngay chỗ này nè, các bạn thấy không? Các cái đường may ngay chỗ này nó không có được quá là cao cấp và hoàn thiện, nó quá khít á. Thành ra là nếu như các bạn là những người rất rất khó tính nha, và đặt một cái kỳ vọng ngay từ ban đầu là sản phẩm nó sẽ phải rất là premium á, thì rõ ràng là các cái khớp nối nè, các cái đường da ngay chỗ này nó sẽ không có khiến các bạn cảm thấy quá là hài lòng ha. Rồi các bạn, vậy là mình đã lắp xong cái ghế của chúng ta. Đầu tiên nha, cảm giác ngồi của mình thì mình thấy là cái da này nó hơi cứng. Da này nó hơi cứng so với lại các loại da khác. Cảm giác nha, cảm giác nó sẽ giống như là da PVC. Nó giống như da PVC. Rồi,
Ngồi thì nó ít flex nha, nó cứng cáp, ít flex. Cái lý do mình cầm cái gối này là tại vì cái bệ mông này nó hơi ngắn so với lại cái phần mông cho tới đùi của mình. Mình nghĩ là đối với những bạn mà hơi nhỏ người hơn á, thì các bạn ngồi sẽ phù hợp hơn. Chẳng hạn là các bạn nữ á, thì các bạn có thể lót thêm cái gối này. Tại vì nó có tới 3 màu lận. Nó có màu trắng, màu đen và màu navy. Thì các bạn có thể mua theo cái phong cách màu mà các bạn muốn ha. Do cái này nó màu đen thì mình thấy là nếu mà để thêm cái đệm lưng ngay chỗ này thì nó cũng được. Nhưng mà mình thì mình thích bỏ ra hơn, nó sẽ ngồi có vẻ là fit người hơn. Cái thú vị của cái ghế này các bạn biết là cái gì không? Nó chính là cái núm vặn ở chỗ này nè. Nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó chính là cái điều chỉnh cái độ cong của lưng. Tức là các bạn tưởng tượng nha, các bạn có nhớ là cái ghế cong thái học không? À, ghế cong thái học thường nó sẽ có một cái bộ phía sau để nó trợ lưng đúng không? Nó trợ lưng thì cái này nó giống vậy đó. Tức là ở trong cái phần lớp ghế ngay chỗ này nè, nó sẽ có một cái bộ để đưa lên. Thì việc các bạn dặn vào đây, mình siết vào nè, nó sẽ khiến cho cái phần này nè nó được cong và nó nhô ra hơn. Nó giúp cho cái lưng của các bạn nó được đỡ ngay cái chỗ thắt lưng ngay chỗ này nè. Đấy, thì ngồi nó sẽ có vẻ như là nó giúp trợ cột sống được tốt hơn. Đấy, để mình thử dặn max nha. Rồi, cái này là max, cái này là max. Thì giữa cái này nó sẽ khiến cho cái lưng của các bạn nó hơi bị nhô ra. Hai cái phần hai bên của cạnh sườn nó không có được áp vào trong cái ghế quá nhiều. Thì khi mà nhả ra thử nha. Nhả ra ngồi dễ chịu hơn. Thì đó là cảm giác của mình, mình thấy vậy. Rồi, phần trục tay nó cũng như những cái ghế era khác. Nó không có quá nhiều khác biệt ha. Cái bản chất của cái ghế này á, cái tuyệt vời nhất nó nằm ở chỗ da nắp ba. Tức là cái phần da này nó rất là êm, mềm mại, thoải mái, đúng không? Đó là cái nhận định đầu tiên. Tuy nhiên thì khi mình ngồi thì mình thấy nó cũng gần như giống da PVC. Nó không có khác biệt quá nhiều. Thì như nãy mình có nói với các bạn là cảm giác của mình á, là cái phần thứ nhất này, phần bệ mông nó hơi ngắn so với trục chân. Cho nên là khi ngồi á, nếu như ngồi mà tựa như thế này ha thì không sao. Nhưng mà nếu như các bạn sử dụng thực tế ở trong cái tình huống sử dụng bình thường á, các bạn ngồi khi mà hơi ngả người về trước để mà làm việc á, thì cái phần chân này nó sẽ bị chổi xuống dưới. Thành ra là khi các bạn ngồi lâu á, cái chỗ này nè, nó sẽ rất là mỏi ha. Thì thành ra là nếu như các bạn nào nhỏ người chút xíu thì các bạn ngồi nó sẽ phù hợp hơn đó. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là về cái phần lưng. Thật sự nha, cái ghế này thuộc vào, mình đoán là nó sẽ khoảng giống như là king size. Tức là dành cho những bạn có cái cân nặng ha, từ khoảng 75kg cho tới khoảng 90kg thì ngồi sẽ phù hợp. Tức là các bạn nam á, mình thấy là ngồi thứ nhất là cái phần lưng rất là to. Ngồi đã lắm, ngồi vậy nè. Đấy, rất là đã ha. Phần mông vẫn to, chẳng qua là nó hơi ngắn thôi, nhưng mà nó to, nó ok. Trục bánh xe, tất cả mọi thứ, trục thủy lực, mình thấy là ok. Nhìn chung thì Era Lux Champion Nap 3 là một cái sản phẩm ghế mà mình nghĩ là với cái phân khúc giá của sản phẩm thì hiện tại là một cái sản phẩm đúng với cái tầm giá của mình. Các bạn cần một cái ghế với cái độ cứng cáp nè, độ hoàn thiện thì nó nằm ở mức tương đối. Và được một cái là cái ghế nó rất là ít flex ha. Khi các bạn ngồi, mặc dù là với mình trọng lượng cơ thể nó cũng tương đối nặng đấy, nhưng mà mình ngồi lên thì thấy là cái ghế nó ít flex. Và các bạn lại thích cái khả năng điều chỉnh được cả cái phần cụm lưng ở chỗ này nè. Thì nên là mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng nó rất là ok. Tuy nhiên thì vẫn lưu ý nha, da nắp 3 là một loại da kỵ nước. Cho nên là nếu như bạn nào mà thường hay ra mồ hôi thì các bạn cũng nên lưu ý ngay chỗ này để chúng ta có thể sử dụng sản phẩm một cách bền bỉ hơn. Hiện tại sản phẩm đang trưng bày tại Given. Các bạn có thể đến showroom Given Hoàng Hoa Thám để trải nghiệm thử ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em.